Hiện nay, khoảng 90% lượng hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam được vận chuyển bằng đường biển qua các cảng biển. Vị trí địa lý thuận lợi giúp cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu dễ dàng tiếp cận tuyến hàng hải quốc tế đặc biệt quan trọng Á-Âu và Á-Mỹ đi qua Biển Đông, nơi chiếm khoảng 40% tổng lưu lượng vận tải biển toàn cầu. Hệ thống sông Cái Mép Thị Vải chạy gần như song song với quốc lộ 51 với chiều dài hơn 40 km, độ sâu trung bình từ 15 đến 20 mét. Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1579 trên QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021, dự báo năm 2030, nhóm cảng Đông Nam Bộ dự kiến thông qua từ 461 đến 540 triệu tấn, trong đó hàng container từ 23 đến 28 triệu tiêu, hành khách từ 1,7 đến 1,8 triệu lượt khách. Tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 3,5 đến 3,8% một năm và hành khách tăng trưởng từ 0,9 đến 1% một năm. Cỡ tàu container quy hoạch cho khu bến Cái Mép là cỡ tàu lớn nhất, tải trọng đến 250.000 tấn, sức chở đến 24.000 tiêu. Với lợi thế của cảng cửa ngõ của Việt Nam và về lâu dài đảm nhận vai trò là cảng trung chuyển quốc tế, dự báo cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thông qua khoảng 45% tổng khối lượng hàng hóa và khoảng trên 60% lượng hành khách qua cảng biển cả nhóm. Năm 2020, cảng Cái Mép đã trở thành cảng container lớn thứ 42 trên thế giới và hiện là một trong 21 cảng trên thế giới đủ năng lực tiếp nhận thế hệ siêu tàu container sức chở trên 18.000 với trọng tải lên đến trên 200.000 tấn. Đây là thế hệ tàu container có trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay. Đến thời điểm này, hàng tuần đã có khoảng 31 tuyến vận tải container cố định từ Cái Mép Thị Vải trực tiếp đến các thị trường xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam, trong đó có 20 tuyến đi Mỹ, 2 tuyến đi châu Âu và 9 tuyến Nội Á và Trung Đông. Khu bến Cái Mép Thị Vải được coi là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ hội nhập giao thương với thế giới bằng đường biển. Nơi đây sẽ là đầu mối quốc tế cho cả khu vực phía Nam và đặc biệt là vùng kinh tế động lực phía Nam, nơi giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Hệ thống cảng biển trong thời đại 4.0 cần được tư duy phát triển, đồng hành với xu thế phát triển chung của cộng đồng cảng trên thế giới. Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số. Một mô hình số cho toàn bộ cơ sở hạ tầng cảng biển, còn gọi là bản sao số, không chỉ cho phép chúng ta nghiên cứu quy hoạch phát triển không gian, chi tiết hình học hay tọa độ, cao độ của từng điểm bất kỳ của công trình. Nhìn tường tận hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm dưới mặt đất, đáy sông, địa tầng địa chất, các thông tin liên quan đến quản lý, duy tu, bảo trì, mà trong tương lai còn cho phép tái tạo những gì đang xảy ra trong hệ thống cảng, tiến tới hoàn thiện hệ thống quản lý cảng biển một cách toàn diện, hòa nhập vào tiến trình phát triển của hệ sinh thái cảng biển, vận tải hàng hải thế giới, đáp ứng xu thế phát triển cảng thông minh trong thời kỳ của cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là mô hình đề xuất quy hoạch khu bến cảng Cái Mép với mục tiêu tận dụng tối đa tài nguyên đường bờ và vùng nước rộng của cửa sông, vịnh Gành Rái để quy hoạch bố trí cảng biển nhằm hình thành khu bến cảng hiện đại, tối đa hóa chiều dài bến, cùng lúc có thể tiếp nhận nhiều tàu container trọng tải lớn, đáp ứng mục tiêu trung chuyển quốc tế trong tương lai. Khu Cái Mép Hạ tiếp giáp với vịnh Gành Rái có đường bờ khoảng 5 km, quy hoạch cảng biển trước đây dự kiến bố trí hơn 4 km bến cảng. Với bề rộng tự nhiên của khu nước hướng ra vịnh Gành Rái, hoàn toàn có thể điều chỉnh quy hoạch để nâng chiều dài bến khu này lên đến hơn 17 km. Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ với tổng diện tích 1.763 ha là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà còn cho cả khu vực phía Nam Việt Nam. Trung tâm bao gồm 7 khu chức năng. Khu bến cảng có chiều dài 5,7 km, diện tích 246 ha, có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn. Phần mặt nước luồng, vũng quay tàu, khu nước trước bến có diện tích 456 ha. Khu kho bãi hàng hóa diện tích 126 ha, có chức năng lưu chứa hàng container, xe ô tô và các loại hàng hóa khác.
các khu bến thủy nội địa có tổng diện tích 90 ha với chiều dài bến 3,2 km, có khả năng tiếp nhận phương tiện thủy trọng tải đến 5.000 tấn, kết nối với đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Khu trung tâm dịch vụ Logistics có diện tích 167 ha, thực hiện các dịch vụ Logistics như tiếp nhận, lưu trữ, sơ chế nguyên liệu, đóng gói, dán nhãn, phân phối hàng hóa và tất cả các hoạt động Logistics khác. Quy hoạch cũng dành 198 ha đất dự trữ kho năng lượng sạch và vùng mặt nước tiềm năng có diện tích 125 ha. Có thể nói, đây là một trung tâm trung chuyển hàng hóa tầm cỡ khu vực và thế giới. Cùng với chức năng của một khu thương mại tự do, trung tâm Logistics Cái Mép Hạ là một phần không thể thiếu của khu cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế Cái Mép và phía Nam Việt Nam. Với vai trò quan trọng của cảng biển cửa ngõ, hệ thống hạ tầng giao thông được quy hoạch kết nối và ngày một hoàn thiện. Tuyến cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa kết nối với vùng cảng biển Cái Mép Thị Vải đang chuẩn bị đầu tư. Vùng đồng bằng sông Cửu Long qua các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Phước An và tuyến đường liên cảng, hoặc qua tuyến đường vành đai 4 kết nối sân bay Long Thành để kết nối với Cái Mép Thị Vải. Tuyến đường vành đai 4 chạy xuyên qua khu trung tâm Logistics, thông ra khu cảng Cái Mép Thị Vải chỉ với khoảng cách khoảng 3 km. Sự quan tâm của chính phủ đối với đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng kết nối sẽ là tiền đề cho sự phát triển đột phá trong tương lai của cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.